Thị trường chuyển nhượng mới chỉ trôi qua hơn 4 tuần, nhưng theo một số ước tính, đã có hơn 450 giao dịch liên quan đến các đội bóng thuộc top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu được hoàn tất, với tổng chi phí lên tới khoảng 2 tỷ euro. Thế nhưng, chớ trêu thay, phiên chợ hè này lại chẳng khiến mọi người thực sự cảm thấy rằng nó đang diễn ra rầm rộ tới vậy. Một trong hai quả bom tấn lớn nhất giúp Bellingham gia nhập Real Madrid, vốn đã được hoàn tất từ trước khi mùa giải 2022 và 2023 kết thúc, trong khi thương vụ còn lại, Declan Rice đến Arsenal, gần như đã được an bài từ một tháng trước. Ngoài hai quả bom này, vẫn chưa có cú đột phá nào xuất hiện cả. Tuy nhiên, như đã nói, thực tế thì cho đến thời điểm này của thị trường chuyển nhượng đã có rất nhiều thương vụ được hoàn tất. Hơn 20 cầu thủ đã chuyển câu lạc bộ với mức phí chuyển nhượng từ 30 triệu euro trở lên. 10 năm trước trong một kỳ chợ hè cực kỳ sôi động đã chứng kiến Gareth Bale gia nhập Real Madrid, Neymar gia nhập Barcelona, Edinson Cavani gia nhập Paris Saint-Germain, Mesut Ozil gia nhập Arsenal, Fernandinho gia nhập Manchester City và bộ đôi Radamel Falcao và James Rodriguez gia nhập AS Monaco chỉ có 16 thương vụ có mức phí chuyển nhượng nằm trong khoảng đó diễn ra trong toàn bộ mùa hè. Với việc đã có khoảng 450 cầu thủ thay đổi đội bóng với tổng chi phí lên tới vài tỷ đô la chỉ trong hơn 20 ngày, có một số khuynh hướng đã được định hình và phát triển. Sau đây là những điều chúng ta có thể đúc kết được từ tất cả các thương vụ chuyển nhượng đã hoàn tất cho đến nay của chợ hè 2023, tuy nhiên nhiều khả năng sẽ có những thay đổi diễn ra trong một tháng rưỡi tới. Không dễ để xác định yếu tố thúc đẩy phía sau những trào lưu nổi lên ở cấp độ cầu thủ và đội bóng. Phải chăng việc tất cả các ông lớn đều thi nhau mang về những cầu thủ mang đậm nét, lai tạo, tiền vệ và tiền đạo này là vì mọi đội bóng mạnh nhất châu Âu đã bắt đầu có khuynh hướng chỉ đạo các hậu vệ cánh thi đấu cẩn trọng hơn, và bởi vậy họ cần các tiền vệ của mình bù đắp cho sức mạnh tấn công bị giảm sút do chẳng còn một hậu vệ liên tục thực hiện những pha dâng cao chồng biên tới tận cuối phần sân đối thủ? Hay nguyên nhân nằm ở hàng loạt ảnh hưởng mang tính vĩ mô định hình hệ thống phát triển cầu thủ trên toàn cầu, sự chú trọng ngày càng tăng vào kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, được thúc đẩy bởi sự thống trị của bóng đá Tây Ban Nha, và phòng ngự chủ động, được thúc đẩy bởi sự thành công của người Đức, đã tạo ra một số lượng lớn những cầu thủ như vậy? Dù nguồn cơn có là gì, thì việc người người, nhà nhà đang thi nhau mang về các tiền vệ số 8 là một trào lưu quá rõ ràng. Tại Arsenal, Mikel Arteta đã lùng sục khắp London, nhìn thấy một tiền đạo của Chelsea trừ ghi bàn ra thì có thể làm mọi việc khác, nheo mắt và tự thuyết phục bản thân rằng Kai Havertz có thể đá tiền vệ cho một đội bóng ưu tú. Tại Liverpool, sau một mùa giải trông khá khủng hoảng ở khu trung tuyến, họ đã bổ sung Alexis McAllister từ Brighton và Hope Albion và Dominic Szoboszlai từ RB Leipzig với tổng phí chuyển nhượng hơn 100 triệu euro, ngay cả khi mới được đón nhận sự bùng nổ vào cuối mùa giải của một cầu thủ đầy hứa hẹn khác trong khuôn mẫu tiền vệ số 8, Curtis Jones, 22 tuổi. Manchester United cũng thèm khát một số 8 đến mức chấp nhận trả tới 64,2 triệu euro cho Mason Mount, người đã từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea và sẽ trở thành cầu thủ tự do sau một năm nữa. Tottenham Hotspur đã đột kích đội bóng xuống hạng Leicester City để đưa về James Maddison ngay khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu. Và sau khi mất đi một trong các số 8 của đội vì Ilkay Gundogan quyết định chuyển đến Barcelona, Manchester City đã ngay lập tức thay thế anh bằng một số 8 khác là Mateo Kovacic từ Chelsea. Những cái tên trên chẳng hề giống nhau y hệt. Nếu Kovacic thiên về hướng một tiền vệ truyền thống, thì Havertz hoàn toàn ngược lại ngôi sao người Đức sẽ khiến bạn hoang mang đến mức đặt câu hỏi về toàn bộ khái niệm thế nào là một tiền vệ. Tuy nhiên, nếu tôi phải đưa ra một mô tả hoặc định danh thống nhất cho tất cả những cầu thủ này, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác khó chịu khi thấy họ thường xuyên được đưa vào sân với tư cách thành viên của một bộ ba tiền đạo hoặc dưới đáy của một hàng tiền vệ. Nhưng nói vậy không đồng nghĩa với việc họ không thể làm những việc đó khi hoàn cảnh yêu cầu. Mao, Havertz và Szoboszlai đều có kinh nghiệm chơi trên hàng tiền đạo, còn tất cả những cái tên khác đều có thể đảm nhận những vai trò lùi sâu hơn ở trung tuyến, đặc biệt là trước các đối thủ yếu. Tuy nhiên, trong hầu hết thời gian hiện diện trên sân đấu, chắc chắn họ sẽ được yêu cầu làm mỗi thứ một chút đối với tất cả các nhiệm vụ trải dài từ đáy tuyến giữa đến hàng tiền đạo, vài pha pressing, vài lần yểm trợ cho hậu vệ cánh hoặc tiền đạo cánh cùng phía, vài pha phát triển bóng, vài pha di chuyển không bóng xâm nhập vòng cấm, vài pha kiến tạo và vài pha ghi bàn. Thiên hướng thi đấu của mỗi người sẽ không giống nhau dựa trên phong cách riêng của họ và các chiến thuật do vị huấn luyện viên trưởng thi triển, nhưng nhìn chung đó là những việc mà tất cả bọn họ sẽ được yêu cầu thực hiện. Mùa hè năm ngoái, Erling Haaland, Darwin Nunes và Robert Lewandowski đều đã chuyển đến câu lạc bộ mới với mức phí chuyển nhượng và hoặc mức lương cao chót vót. Đặc biệt là sau những thành công của Manchester City và Liverpool trong mùa giải 2021 và 2022, có vẻ như vai trò tiền đạo truyền thống đang chết dần, nhưng sau đó cả hai câu lạc bộ này đều cho thấy rằng chúng ta đã sai. Thêm vào đó là sự thăng hoa của Napoli với đầu tàu Victor Osimhen và thành tích ghi bàn trong một mùa giải cao nhất sự nghiệp mà Harry Kane vừa đạt được. Rốt cuộc, vị trí sắm vai, nhân vật chính của môn thể thao này vẫn duy trì được vị thế, nhân vật chính. Nhưng trong phiên chợ hè 2023 này cho đến thời điểm hiện tại thì sao? Không hẳn là vậy, nếu không tính các thương vụ mượn người kèm điều khoản mua đứt diễn ra vào mùa giải trước và được tất toán trong mùa hè năm nay, thì thương vụ mua bán tiền đạo đắt giá nhất cho đến hiện tại là bản hợp đồng 43 triệu euro mang tên loa Openda của RB Leipzig, đứng thứ hai là Nicolas Jackson,
người đã chuyển từ Villarreal đến Chelsea với mức phí chuyển nhượng 37 triệu euro. Chuyện gì đang xảy ra với thị trường tiền đạo trung tâm? Sự sôi động đâu mất rồi? Những bản hợp đồng đình đám, tạo tiếng vang lớn đâu mất rồi? Đặc biệt, sau sự ra đi của Benzema, Real Madrid, một trong những câu lạc bộ giàu nhất thế giới, hiện đang có một khoảng trống lớn cần phải khỏa lấp trên hàng công. Không có ý xúc phạm, nhưng Jose Lu chẳng thể cáng đáng được nhiệm vụ đó đâu. Trên thực tế, nguyên nhân dẫn tới tình trạng im ắng này chẳng liên quan gì đến chuyện vai trò số 9 có còn được coi trọng hay không cả, mà chỉ đơn giản là vì thị trường tiền đạo trung tâm đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Real Madrid đang rất thèm muốn Kylian Mbappe, nhưng chuyện Kylian Mbappe có muốn rời Paris Saint-Germain trước khi bản hợp đồng của anh hết hạn hay không vẫn đang rất mập mờ. Điều đó khiến Real Madrid chỉ dán mắt vào Mbappe, chờ đợi và hy vọng sẽ có chuyển biến nào đó có lợi cho họ diễn ra, thay vì chuyển hướng sang một mục tiêu khác. Ví dụ như Harry Kane trước khi rộ lên thông tin về việc Mbappe lại một lần nữa có khả năng từ chối gia hạn hợp đồng với PSG. Có không ít nguồn tin nói rằng câu lạc bộ chủ sân Santiago Bernabeu đã dự định tiến bước với tay săn bàn người Anh. Bayern Munich muốn có Harry Kane, nhưng trước nay chưa từng có bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào mà họ chi ra một số tiền lớn như mức phí phía Tottenham Hotspur yêu cầu. Nếu thương vụ này được hoàn tất, nó sẽ thay đổi hoàn toàn đường lối mua bán của câu lạc bộ này. Theo lời chủ tịch của Napoli khẳng định chắc địch, Osimhen sẽ tiếp tục gắn bó với họ trong mùa giải tới. Tuy đang rất cần một tiền đạo đẳng cấp, nhưng có vẻ như Manchester United chẳng còn mặn mà với tay săn bàn người Nigeria nữa. Thay vào đó, họ đã chuyển sự tập trung sang Rasmus Højlund của Atalanta, lại thêm một thương vụ khó có thể tạo tiếng vang lớn trên thị trường. Tuy nhiên, bởi vì phiên chợ hè này đang xuất hiện một loạt tin đồn chuyển nhượng có liên hệ với nhau, cũng như rất nhiều tin đồn riêng lẻ, tôi đoán rằng khi một quả bom tấn thực sự được kích hoạt, hiệu ứng domino sẽ nổ ra, và chúng ta sẽ thấy một loạt các tiền đạo trung tâm khác xuất hiện trong danh sách những vụ chuyển nhượng đắt giá nhất vào cuối mùa hè.